Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay lại một thủ thuật nữa trên ứng dụng TikTok, đó là hướng dẫn cho các bạn cách ẩn danh sách follow trên TikTok nha. Thì cách ẩn danh sách đang follow trên TikTok sẽ khiến người khác không thể xem được các tài khoản TikTok mà các bạn đang theo dõi. Như vậy bạn có thể bảo mật thông tin sử dụng của mình. Thì khi tài khoản TikTok ở chế độ công khai thì người khác sẽ thấy được tổng số người và cụ thể người mà bạn đang theo dõi là ai. Và nếu như bạn không muốn người khác nhìn thấy những tài khoản bạn đang follow thì ngay sau đây mình sẽ hướng dẫn nha. Thì đầu tiên các bạn hãy mở ứng dụng TikTok trên điện thoại lên. Tiếp theo các bạn hãy chọn vào biểu tượng ba dấu gạch ngang ở phía trên bên phải màn hình điện thoại nha. Tiếp theo các bạn hãy chọn vào quyền riêng tư. Sau đó các bạn hãy lướt xuống và bấm vào cái mục là danh sách follow nha. Thì các bạn hãy bấm vào. Thì các bạn có thể thấy là bạn đang ở chế độ công khai, là mọi người đều có thể thấy danh sách theo dõi của bạn. Thì các bạn hãy chọn vào ô chỉ mình tôi để ẩn danh sách đang theo dõi đi nha. Thì các bạn hãy nhấn vào chỉ mình tôi. Thì như vậy là các bạn đã hoàn tất việc ẩn danh sách follow trên TikTok rồi nha. Như vậy mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách ẩn danh sách follow trên TikTok. Nếu các bạn chưa làm được hoặc có bất kỳ thắc mắc nào hãy để lại comment ngay bên dưới, mình sẽ giải đáp cho các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.